Sau gần 3 giờ đồng hồ, hơn 50 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra tại 3 xưởng sản xuất rộng 300 m² ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hồi 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3, xảy ra vụ cháy lớn tại xưởng sản xuất số 19, ngõ 200 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngay khi tiếp nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều động 6 xe chữa cháy, phối hợp cùng với Công an quận Hoàng Mai, Công an quận Hai Bà Trưng cùng hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tới hiện trường triển khai chữa cháy. Thời điểm tiếp cận, lực lượng chữa cháy xác định đám cháy xảy ra tại 3 hộ kinh doanh, xưởng in, xưởng gia công hộp giấy, xưởng gia công gỗ ép, tại dãy xưởng có quy mô 1 tầng, kết cấu khung thép mái tôn. Đám cháy diễn biến phức tạp. Chất cháy chủ yếu là giấy, gỗ ép, các vật liệu dễ bắt cháy, lửa lan nhanh, có khả năng sập đổ công trình. Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để ngọn lửa cháy lan sang các công trình và nhà dân lân cận. Theo thống kê ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.